Hello, xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Dòng son được yêu cầu nhiều nhất trong tuần qua đã lên sóng rồi đây. Đó chính là 3CE Cloud Lip Team. Bạn có thể skip tới 1 phút 35 để xem phần swatch luôn nếu muốn nha. Hoặc có thể đi qua phần make up nhanh cùng Trang này. Make up ngày hôm nay của mình không nghiêng về cam hay hồng mà khá trung tính, tập trung vào phần mắt có nhũ. Mình cũng sử dụng chính bảng mắt Muse Day 25 màu của 3CE luôn. Ban đầu mới mua cũng son ví lắm, nhưng đến giờ thì mình thấy tần suất mình dùng bảng này khá nhiều. Chất phấn đồng đều, màu bám trung bình, độ lên màu ok, theo tiêu chuẩn màu mắt Hàn. Chia đều màu lì và nhũ nên dùng hàng ngày hay là thích long lanh lóng lánh cũng được. Phần má hôm nay mình cũng không thoa quá đậm, vì có hình dung trước mắt là 12 tông màu tươi, có, trầm có nên quyết định để màu má nhẹ nhẹ thôi. Trong bảng swatch trên website hãng thì mình có thấy họ chia thành 6 màu nghiêng tông cam và 6 màu nghiêng tông hồng để mọi người dễ so sánh. Còn trong video này thì Trang chọn swatch theo thứ tự bảng chữ cái để đỡ lộn. Thay vì các thiết kế trụ tròn quen thuộc thì lần này 3CE đã giới thiệu một thiết kế vỏ vuông mới toanh với phần nắp là tông rose gold đậm tráng gương, hơi đồng đồng. Thiết kế có tráng gương lập tức sẽ mang tới cảm giác sang trọng hơn nhưng cũng sẽ dính vân tay và mồ hôi hơn. Vì vậy để giữ cây son luôn sạch đẹp thì mọi người nhớ lau lau thường xuyên nhé. Thân ở dưới là màu phủ kín ứng với từng màu son, vẫn có logo 3CE và tên dòng son. Mỗi cây có trọng lượng 4g, hãng vẫn giữ mùi vanilla như dòng Velvet Teen. Khi mới thoa sẽ thấy rõ và biến mất dần sau khoảng 2-3 phút. Active Lady này là tông san hô trầm, sắc cam nhỉnh hơn một chút. Đây là tông màu không quá kén da, các bạn học sinh có thể sử dụng hàng ngày với một lớp nhẹ lòng môi xinh xắn. Màu này có lớp teen cam. Đầu cọ của dòng son này có hình giọt nước, những bạn thích tô son đầy cả môi sẽ thích liền vì dáng cọ này viền môi rất nhanh và nét, nếu thoa lòng môi thôi sẽ không thấy có sự thay đổi nhiều. Beige Avenue này là tông cam có nâu nhưng vẫn khá tươi. Với cả 12 màu thì màu son sau khi set lại sẽ đậm hơn so với khi mới thoa, nếu chỉ thoa lòng môi thì em này toàn một sắc cam, rất kén men răng đấy nha. Tô cả môi thì thấy có sắc nâu phẳng phất, màu này cũng có lớp teen cam. Blossom Day là tông hồng đào, cũng tiếp tục là một tông son khá kén da vì độ tươi của em ý. Những bạn có tông da trắng hồng và yêu thích sự nữ tính dễ thương sẽ hợp với màu này hơn. Màu này có lớp teen hồng. Vậy thực chất thì chất son của Cloud Lip Teen này như thế nào? Theo từ điển Trang Trang thì mình thấy đây là một kiểu liquid matte, son kem lì nhưng được cải tiến về độ nhẹ môi, ít khô môi hơn và thêm cả lớp teen màu ở dưới. Khi mới thoa lên tay sẽ cảm thấy lớp kem không quá lỏng nhưng không xốp xệt quá. Lướt mịn và còn hơi mát nhẹ nữa, có cả lớp bóng. Khi thoa lên môi thì sẽ không hề thấy lớp bóng đó, mà thấy son dần tiệp vào môi và lì hẳn. Son sẽ lên đẹp nhất khoảng 5 phút sau khi thoa xong. Lúc này môi trông sẽ rất mịn và như có một lớp filter mờ, không lộ rãnh môi và có dính răng một chút. Nếu bạn thoa cả môi sau 20 phút sẽ thấy lớp son lì lại nhiều hơn, lúc này rãnh môi sẽ rõ hơn một chút và càng để lâu nữa thì môi trông sẽ khô dần lại. Dù mới thoa xong hay để lâu sau đó thì cũng không thấy dính khi bặm môi. Cuticle là tông nút hồng bợt, bạn này vừa là màu khó dùng nhất cũng là màu có chất son tệ nhất trong cả bảng, tán không đều và nếu thoa cả môi thì sẽ bị vón ở phía trong lòng môi. Với Trang thì tô màu này lên như là không tô luôn vậy, không khác màu môi bao nhiêu, bợt cả khuôn mặt trong tích tắc. Với những làn da trắng hồng không đâu xa, chị Park Sora người mẫu của 3CE thì màu son nào lên cũng quá xinh, màu này có lớp teen hồng. Về độ nhẹ môi, thoa lòng môi sẽ thấy nhẹ hơn, đây là điều chắc chắn, bởi lượng son lấy ra ít hơn. Lúc thoa cả môi mình cũng sợ lớp son dày lên nhưng ngạc nhiên là ở trên môi vẫn dễ chịu. Nếu bạn thích kiểu son kem lì mà dòng Soft Lip Lacquer trước vẫn quá khô với bạn thì Trang nghĩ bạn sẽ thích dòng này hơn. Còn với các bạn môi khô hay không quen cảm giác son bám chặt trên môi thì vẫn nên cân nhắc trước khi mua nha. Trang lưu ý là dùng cả ngày môi sẽ có cảm giác khô dần đấy. Trước khi thoa son có thể dùng một lớp dưỡng nhẹ trước. Fairy Cake là tông hồng đất ngả tím, sắc son này sẽ phù hợp với các bạn nữ da trắng và đang đi làm công sở, bởi tông màu không quá tươi, nổi bần bật và không quá dễ thương, mà có gì đó rất là nghiêm túc, chín chắn, nhã nhặn ý. Tuy nhiên, đây là màu có sắc teen neon nhất trong cả 12 màu, rất khó tẩy đi.
Immanence là tông đỏ lạnh trầm. Đây chắc hẳn là màu khiến nhiều bạn tò mò và hút mắt nhất khi BCE bắt đầu tung những tấm hình swatch đầu tiên. Và mình cũng nghĩ đây là tông màu bán chạy nhất ở Việt Nam luôn. Mình cũng đã rất nóng lòng xem em này là tông đỏ gì. Chất son của Immanence cũng đều, mịn và đẹp nhất. Tô nhẹ lòng môi không bị nghiêng về beige hồng nhiều. Và tô cả môi thì boom, một sắc đỏ quyền lực. Màu này có lớp tint đỏ hồng nhẹ. Để thoa lòng môi, mình di nhẹ đầu cọ và bặm môi cho tới khi lên màu như ý. Nếu tô cả môi, mình sẽ cần nhúng cọ 2 lần với hầu hết tất cả các màu để tô hết môi trên và môi dưới. Live a Little đỏ đất là tông son mình đã không để ý đến khi xem hình teasing, nhưng lại là màu cuối cùng mình ưng nhất trong bảng son lần này. Tông đỏ đất dễ dùng, không make up hay make up cũng dễ sử dụng, hợp nhiều tông da. Thoa lòng môi sẽ thấy có ánh cam nhẹ, tô cả môi sẽ thấy rõ sắc đỏ hơn. Màu này có lớp tint đỏ hồng nhẹ. Về độ bám màu, bạn càng trồng màu đậm hơn và với những màu nhiều sắc hồng, sắc đỏ thì độ bám sẽ tốt hơn. Nếu tô lòng môi thì màu son vẫn còn sau khi uống nước, nhưng sau khi ăn sẽ trôi hết. Nếu tô cả môi thì sau khi ăn dầu mỡ, mình có thấy son trôi ở trong lòng môi, nhưng uống nước hay ăn snack nhẹ nhẹ thì không trôi quá nhiều. Màu son có dây ra nhưng tổng thể lớp màu trên môi vẫn đều. Tùy từng màu mà lớp tint ở dưới sẽ nhạt hay đậm hơn. Các màu nghiêng cam sẽ có tint ánh cam, các màu hồng đỏ sẽ có tint hồng đỏ tương ứng. Macaron Red ban nãy là một tông đỏ tươi làm gương mặt bỗng dưng sáng bần bật. Và Needful cam đỏ gạch này sẽ là màu son yêu thích của các bạn mê tông cam và mê một chút gạch. Tuy nhiên màu này trên da ngăm sẽ ngả cam khá nhiều chứ không có rõ sắc đỏ. Mọi người cân nhắc thật kỹ nha. Bạn này có lớp tint đỏ cam nhẹ. Peach Tea Cam San Ho thoạt nhìn sẽ thấy tương tự Needful vừa nãy, nhưng thật ra em này ít sắc đỏ hơn, tổng thể nhìn tươi hơn và cũng kén da hơn luôn. Những bạn da trắng dùng tông này make up kiểu đào đào dễ thương sẽ rất xinh, nhưng Trang không quên dùng cho các bạn men răng không sáng, sẽ trông xỉn hơn đấy. Màu này có lớp tint đỏ cam nhẹ. Tổng kết lại, mình thấy rằng tổng thể bảng màu này vẫn sẽ phù hợp với nhóm đối tượng chính của BCE, đó là các bạn Hàn Quốc, bởi các tông màu tươi vẫn chiếm đa số và phù hợp với tông da trắng nhiều hơn. Cách phân bố màu vẫn tương tự như các dòng son trước, tập trung vào các sắc tươi và san hô cùng một hai tông đỏ nhiều hơn. Nếu bạn đang tìm các tông màu nhiều đất, nhiều gạch hay là tây tây trầm trầm thì bảng son này chưa thể đáp ứng được. Biết đâu trong tương lai hãng sẽ tung thêm một số màu mới. Nếu bạn là fan BCE và muốn sở hữu ít nhất một màu để sưu tập thì đây là các tông màu mà Trang thấy bạn có thể tham khảo. Đó là Immanence, Live a Little, Needful, Macaron Red. Chất son của các màu này cũng toàn diện hơn các màu còn lại. Màu mà mình thích nhất trong cả bảng lần này là Live a Little. Chắc hẳn sẽ rất nhiều bạn thích Immanence, nhưng vì Trang không thường xuyên dùng sắc đỏ lạnh đậm nên mình đồng ý là em ấy màu rất đẹp nhưng mình sẽ không dùng nhiều hàng ngày. Bạn đã chọn được màu nào ưng ý chưa? Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp bạn trong video sau nha. Bye bye!